Vâng, như đã thông tin thì miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa, và không biết là cái đợt không khí lạnh về này thì có làm cho nhiệt độ giảm nhiều không chị Minh Phương? Dạ vâng, thưa chị, là như lúc đầu chương trình đấy ạ, thì ngoài gây mưa cho khu vực Bắc Bộ thì không khí lạnh lần này cũng sẽ làm cho nhiệt độ của khu vực Bắc Bộ giảm đấy ạ. Cụ thể là tại thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Cao Bằng, nhiệt độ giảm 4 đến 5 độ C, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 28 độ C, cảm giác mát hẳn. Ngày hôm nay thì vùng mưa sẽ mở rộng dần từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đợt mưa này kéo dài khoảng 1 đến 2 ngày, trong đó thì Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa từ nay cho đến ngày mai với tổng lượng mưa phổ biến là từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Và từ đêm nay đến ngày mai từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa to trên 120 mm, nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trái lại, sâu xuống phía nam của miền Trung như là ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang thì mưa cũng xảy ra bất chợt trong ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32 đến 33 độ C. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trưa nay trời còn nắng gián đoạn, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột có mức nhiệt mát dịu 25 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 32 độ C. Về chiều tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to trên 80 mm gây ngập úng cục bộ. Đồng thời thì khi cơn dông kéo đến có thể kèm theo cả dông sét và gió rất mạnh. Cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi.